Em rất là thích chơi cầu lông. Thì em mới vừa nhận được visa đi du học Mỹ và em rất là vui. Nhi chọn Mỹ đi du học là tại vì có anh hai Nhi hiện đang học ở bên Mỹ, và Nhi cũng muốn đi sang nước ngoài để học tập, cho nên là ba mẹ tạo điều kiện để Nhi được qua bển học. Qua bển thì năm đầu tiên mình sẽ học tại trường Texas Intensive English Program. Sau đó thì mình sẽ chuyển tiếp lên Austin Community College 2 năm. Rồi cuối cùng 2 năm cuối thì mình học tại Texas State University. Làm hồ sơ thì đầu tiên là ba mẹ phải lo về vấn đề tài chính của ba mẹ, sổ tiết kiệm, rồi hoàn thiện mấy cái giấy tờ của nhân viên, giáo viên ở trung tâm của ba mẹ. Rồi sau đó thì nói chung là ở Tân Đại Dương cũng hoàn thiện giúp hồ sơ, cho nên là ba mẹ cũng đỡ phải lo lắng. Tuần đầu tiên thì em đi học rất là nghiêm túc và đầy đủ. Dạ, học với thầy Khôi rất là vui. Lúc nào thầy Khôi cũng kêu dáng giỏi nha, về đây là có quà. Rồi trước khi đi phỏng vấn thì thầy cũng kêu là ghé qua phòng thầy thì thầy thưởng cho món quà may mắn. Dạ, học ăn món ăn thì rất là hữu ích và đỡ bị áp lực tâm lý. Những cái câu hỏi mà anh bảo anh dạy trước khi mà đi xin visa thì nó y chang vậy á, chỉ có khác thứ tự câu hoặc là cái cách người ta hỏi thôi, chứ nội dung cũng vậy. Sau khi học với anh Bảo Anh thì cảm giác của em là mình không cần ôn gì nữa đâu, cứ để cái đầu đó rồi vô người ta hỏi gì trả lời đó. Anh Bảo Anh dạy em là những người mà lãnh sự quán ở đó là những người như thế nào, rồi cách để mình lấy thiện cảm với người ta khi mà mình đi vô phỏng vấn, rồi những câu hỏi người ta sẽ hỏi mình, và cách mình trả lời sao để thuyết phục người ta và người ta sẽ không hỏi gặn mình nhiều. Anh bảo anh nói với tụi em là lúc mà đi phỏng vấn thì phải mang nguyên một cục tự tin to bự đi vô phỏng vấn, mà không có bao giờ mà nghĩ là mình phải rớt hết á. Chung lúc nào cũng tâm lý là chắc chắn đậu rồi. Em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương là anh hai em đã làm trước đây rồi, cũng đậu ở lần phỏng vấn đầu tiên. Bây giờ nó được em cũng đậu lần đầu tiên. Lời khuyên của em dành cho mọi người đó là đừng có đặt nặng cái chuyện đậu hay rớt. Nói chung là mình cứ thoải mái, người ta hỏi gì mình trả lời cái đó thôi. Nói chung là không có khó lắm đâu. Chúc mọi người may mắn.